Dược mỹ phẩm là Ben Cosmeceuticals chống lão hóa, giúp trẻ hóa da, làm căng da mặt, trừ tận gốc da bị nám, tàn nhang đồi mồi, mụn và mụn thịt bằng phương pháp thiên nhiên rất hiệu nghiệm. Nó nám hết nguyên một cái má bên này, nám rất là nặng. Thì Ái Loan xài 3 tháng thấy cái vết nám nó mờ rất là nhiều. Belga năm 2007 em xài tới bây giờ luôn, em giữ được, em không có đổi sản phẩm nào hết tại vì em thấy nó rất là tốt. Sản phẩm được chế tạo dựa trên 20 năm nghiên cứu thành công về ngành da của tiến sĩ y khoa bệnh học Nguyễn Thường Vụ. Khám phá về các nền tảng hoạt động của các tế bào da mà chúng tôi đã khám phá trước đây là cái nền tảng cho cái nghiên cứu của Laban Cosmeceutical. Thì trong cái những cái công thức này nó có hơn 40 cái hoạt chất. Laban Cosmeceutical là sản phẩm an toàn nhất trên thị trường ngày nay, vì chỉ dùng những hoạt chất thiên nhiên tinh khiết nhất dựa trên nền tảng khoa học vững chắc. Xin gọi 408-258-2696, 408-258-2696 để tham khảo thêm chi tiết. Để có một làn da trẻ đẹp, hãy sử dụng dược mỹ phẩm Laban Cosmeceutical.